Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình có đi công việc ở bên biên hòa đó nha. Thì mình đi ngang cái nhựa hải sản á, mình thấy ghẹ ngon quá, nhưng mà mua về cho mình ăn, tại cũng lâu lắm rồi mình không có ăn ghẹ cả nhà. Thích ăn ghẹ mà cũng không có thời gian ăn nữa, mình từ đi biên hòa ăn hoài rồi. Xin chào cả nhà. Mua về cho mẹ ăn. Đây là mình mẹ luộc nó giờ cái mình gấp cho nha. Mình quay cho cả nhà coi nha. Đây. Ghẹ này là như là sáng mua 400-420 kg á, mà ghẹ đợt này không được bự lắm, nhưng mà chỗ này hay ăn lắm, người ta kêu là chắc chắc thịt lắm. Tại vì lâu quá mình không có ăn, con mình nói để mai con thấy ghẹ này nó cũng rồi tươi. Mẹ gấp mấy con thôi, cái này được gấp mấy con niêu á, mấy con niêu để xung quanh nè. Cái này là niêu hả? Nó rớt ra con. Do mình hơi lâu quá, luộc nó hơi lâu quá. Rớt hết trơn rồi. Để mấy ngoài nè, nó còn gọn nữa. Cái nào dính thì ấy, con nào không dính thì ấy. Đó. Gấp cái này vô quá. Cho nên rồi, gấp cái kia ra. Còn không ai lấy, mày gấp hết nó ghẹ đi. Rồi mày lấy cái dĩa nhỏ để cái mấy con nghêu riêng. Đó, vậy cho dễ. À, vậy đi. Đây mình có, mình hạ này hấp xả cả nha. Hấp xả để mấy con nghêu rong cho nó thơm. Cái này mua ký máy là 420 kg. Đợt trước mình ăn này cái bữa hơi bự hơn chút cả nhà, để mẹ lấy cái dĩa gấp ra nha cả nhà. Ơi rồi cả nhà ơi, thì đã sẵn sàng hết rồi cả nhà. À quỳnh con chào ông bà con chú đi. Con chào ông bà con chú. Rồi sáng nay mình có mua cho Quỳnh bánh pizza nha cả nhà. Quỳnh thì thích ăn bánh pizza lắm, còn mẹ thì ăn ghẹ với ốc nè cả nhà. Đó, đơn giản có ba người thôi, nãy có đổ bo nó mà bo nó ăn cơm rồi nó không chịu ra. Chào cả nhà. Về bữa nay hai mẹ con mình với cháu mình lên để gặp đại gia đình mình nha. Hôm nay cứ ít gặp quá cả nhà ơi. Bữa nay cũng hai con mình nói con thấy ghẹ cũng ngon, để con mua về cho mẹ ăn, chứ để mẹ cũng lâu đi ra ngoài đường ăn này ăn kia. Rồi bữa nay nó mua vậy nó luộc vào cả nhà. Không, bữa nay xui rồi ghé, còn có loại này nó hơi nhỏ chút. Thôi kệ gì con, vậy cũng được rồi. Nhưng mà nó nói là thịt ngon, thịt chắc lắm. Thôi mẹ ăn đi, rồi. Rồi Quỳnh ăn đi, mời ông bà chú mời mẹ nè, mời anh nè. Mời cả nhà. Rồi Quỳnh. Nhà ăn nhẹ nha, với gia đình mình nha. Con mời ông bà cô chú ăn với con, mời anh ăn với con. Ăn bánh pizza này nhớ anh nè, anh Việt Nam thì cứ bánh pizza thôi chứ anh không ăn được gì hết. Nghiệp anh. Cái này đợt này mình mua được mua một tặng một cả nhà, còn một cái nữa mình để ngăn đá rồi. Đợt mai lấy qua để đây cho nội. Nội mà qua bên anh á, mà tội nghiệp anh con thương bà nội lắm á, ăn cái gì cũng đưa cho bà ăn hết, đưa gì cũng bà mời bà ăn. Cái gì cũng mời bà ăn, cái gì cũng muốn bà ăn hết á. Anh có cái nghiệp không ăn, anh múc đưa tới miệng. Thôi quá không nữa anh. Thôi ăn đi. Là mà nhắc luôn nha, cái phần này là phần học sinh xuất sắc luôn á, mua là tặng luôn á, kèm trong đó chứ hết rồi đó. Quỳnh năm nay nói chung là cũng được học sinh xuất sắc cả nhà. Năm rồi chỉ được giỏi thôi, năm nay được xuất sắc. Nên nay mua bánh pizza thưởng là 2 năm học sinh xuất sắc rồi. Năm rồi là con có giỏi. Năm nay năm trước con xuất sắc. Năm rồi con giỏi, năm nay con mới xuất sắc lại nè. Đoán mình làm sao mấy năm nào cũng mới xuất sắc rồi không? Mới xuất sắc. Mua có, ủa có rau răm rồi mẹ? Ăn rau răm không? Để ngoài mẹ không lấy vô. Mỹ ăn không? Có kìa. Thôi mẹ rau mình luộc cho nó thơm cũng được. Cũng có thịt á. Không, chỗ này người ta bán ngon lắm, mua hoài. Qua Biên Hòa mỗi lần muốn ăn người ghé chỗ đó mua hoài. Nói đúng là mình không ít đi đâu á cả nhà ơi. Có ngày ở nhà đi giường gỡ vô nhà thôi, chứ cũng không có đi ăn quán ăn gì. Tội nghiệp con mình bên nhỏ con gái Linh á, nó cứ nói với mẹ vài bữa mẹ kêu qua chở mẹ với nhỏ Quỳnh đi ăn cái này cái kia đi, chứ con thấy mẹ ít ăn này cái kia quá, mà nó cứ nhắc hoài cả nhà. Vài bữa nó kêu mẹ kêu qua chở mẹ đi. Lấy cái đồ bấm không? Có đồ bấm không? Tôi lấy đồ bấm nè. Cái kéo nó đi bấm gì. Sao được ăn thấy ngon rồi. Như có ba béo. Để mình làm cái bây giờ được đó. Cảm ơn ba nha. Ráng học giỏi nè. Cái này có để chưa rồi.
theo kinh nghiệm của con. Không biết cái gì vậy, để vậy lúc nào bánh thì sao cũng để vậy. À, để bánh nó đừng té vô. Dạ, khoan khoan. Con nghĩ là cứ lấy ra đi. Lúc nào bánh thì sao cũng có một cái vậy mà mẹ không biết cái gì. Sáng con mua gà như thế nào? Mà gà mình với mẹ ăn trưa rồi. Nên là giờ chiều là bánh đưa ra. Con một cái mẹ nha. Con ghẹ nha. Đợt mẹ đi về trúng đợt con ghẹ bự hơn. Bự hơn thì giá mắc hơn. Đợt nó mua 600 mấy chứ. Đợt này thì 42, không thấp da bự gì. Cái da bự ăn con, đáng con. Ba ơi, nguyên cái bàn này chừng nào mới ăn hết đâu. Mất cũng ăn hết. Ít rồi. Nó mới điện bò, nó không ra. Sao không ra? Nó mới ăn cơm mà nó không ra. Thôi ra tội nghiệp cũng giờ. Ảnh giận ngay clip đó là ảnh nản nó không muốn lên. Rồi, cỡ rồi. Rồi nó đừng mất cỡ gì nữa. Dạ, cỡ gì nữa. Lớp 8 sẽ không mất cỡ đâu. Ủa chứ vô ăn nặng rồi mất cỡ. Ngồi clip ăn bốn món vậy thôi. Gặp bạn bè giao lưu với ông bà cô chú thôi. Có đâu mất cỡ. Tao không biết là bạn em đâu có biết không. Hồi bữa em nói con là Sambo không có chịu lên về riết cái anh Bo mới nói là sợ bạn em Bo cô chú. Cái này ngon mà lại cay quá. Mới cũng mới tròn, như có trái ớt xanh đủ. Thôi, mẹ muốn ăn có bớt đâu. Lấy ngoài cái dĩa rồi. Nó lấy từ giấy rồi à. Có dễ không? Con ăn này mẹ có ăn mẹ không biết. Đúng rồi hả? Rồi ăn này nó chịu nó chịu cực lắm. Cái dĩa nhỏ thôi. Còn cái gì bị dưới không? Anh sợ mà ăn nhiều. Ăn có con thì có gì đâu. Mình chứ ít ăn cua, ăn tôm đều lắm cả nhà. Ăn rồi bóc rồi. Dĩa nãy hả nội? Đúng rồi. Có còn dĩa bự hơn. Thôi như đó được rồi. Ăn rồi bóc rồi làm thấy dơ rồi thấy cũng mà biết ăn. Không, nói chung ghẹ ăn đỡ hơn. Dưa. Nói chứ mình ngồi mình ăn vậy chứ lâu lâu cái mình cũng nhớ ông xã mình cả nhà ơi. Hồi đó mình ăn thì cũng có ông xã mình ngồi cái bên. Bữa giờ lâu quá ăn sao uống gì cái nhiều khi mình cũng nhớ ông xã mình thấy mình cũng buồn. Nó ngon, nó còn ngon. Bự nó ngon nhỏ mà. Không biết chừng nào hết buồn chứ sao mình cũng vẫn nhớ nhớ hoài cả nhà. Mình ăn uống cái gì ngon ha, mình đi đâu hơi vui chút là mình nhớ ông xã mình. Hồi xưa nha, lúc mà con ông nội thì con nhớ là ông nội ngồi bên đây. Bên tay phải. Hay là bên tay trái. Bên tay phải nhiều hơn. Ăn đi thử. Bây giờ không có mời ba được mấy này cái nè. Ba giờ ăn chay. Cho nên ăn cái này không mời được. Còn mấy mốt ăn chay thì mời. Chay không mời được. Của ăn chay là ăn gì ba? Ăn rau củ. Ăn cháo, ăn tết, ăn cua không được. Ơn tưởng ăn cá được ăn chứ. Này đúng rồi con. Có ăn. Ủa ba là mẹ qua là mẹ ăn ốc không vậy tên? Ăn ốc khó ăn. Ốc gì mà khó ăn gì nha. Về tắt ra ăn thôi chứ mình cũng ăn. Đâu có dài đâu. Ốc một khi con có một bữa vậy ăn. Ra ăn thử con này con nghiêu nè. Nghiêu bữa vậy hả? Phải nghiêu không? Chưa bán con gì giống tôi. Không biết con này phải nêu không, nếu biết cái nhà nêu sò, nêu thỏ.
có con nhiêu hai còi lắm. Hai còi lấy cái chén đi. Ăn con này cho nó khỏe rồi nè. Ngon khỏe. Gắp ra cái nọ tôi xong. Chấm đi rồi tôi xong. Gắp ăn rồi. Ngon thử con. Tại sao ba không cho con tóc? Để mình kể cho cả nhà nghe nha. Ở đây mấy người gần gần mi mình đây này, ở nhà ai cũng hỏi mình chứ. Từ hồi ông xã mất vừa mới nằm, có chim ba có thấy ổng chưa? Mà ổng mất nay là 6 tháng mấy rồi, chứ mà mình mới có mấy ngày nay mình thấy ổng một lần cả nhà. Mình thấy một lần ổng về mà mình biết ổng mất, chứ không phải là mình biết ổng mạnh. Mình biết ổng mất cái mình thấy ổng về mình cũng buồn. Cái mình hỏi chứ anh hay anh? Anh có thương em không? Trong chim bao mà mình hỏi vậy với cả nhà là mình hỏi cho anh có thương em không? Mà mình biết ổng chết cho nên mình khóc quá chừng khóc luôn. Mình thấy ổng về là mình khóc, mình biết ổng mất rồi mình khóc dữ lắm, khóc luôn. Cái mình hỏi cho anh có thương em không? Cái ổng mới thương. Cái mình mới nói chứ là hả, anh thương là anh phù hộ cho mẹ con em nghe. Trong cái chim bao mình thấy mà mình biết ổng mất rồi mà mình biết ổng về, cái mình cũng dặn dò ổng vậy với cả nhà. Ổng mới ổng thương. Cái mình nói chứ hả, thương thì phải phù hộ cho mẹ con em. Cái ông là thấy một lần vậy rồi thôi, mới thấy đây à, chứ mà lúc trước cũng không thấy, mới thấy đây à cả nhà. Mà mình nghĩ chắc ông xã mình cũng có linh á, thấy mình mất mát cái gì ha, là mình hay kêu ổng á, nhắc nhở mình hay quên á. Cái mình kêu anh ơi, giờ em quên cái đó là anh ơi, giờ anh tiếp phụ giùm cho. Cái là sau là lát cho mình nhớ ra liền cả nhà. Không biết phải ổng có phù hộ mình không chứ hay cái gì mình quên á, mình quên quá quên, mình kiếm hỏng được là mình nói liền. Mình nói anh ơi, giờ em quên cái đó, giờ em kiếm hỏng ra, anh phụ kiếm giùm cho anh cái lạng lát có liền rồi cả nhà. Ba xưa ba kỹ lắm cả nhà. Đồ đạc không cất, cất ba cất mà hỏng cái là có liền. Ông xã mình đâu đó tương tất lắm cả nhà ơi. Nói chứ nhiều khi ông xã mình cũng mất rồi mình cũng hụt hẳn cũng nhiều. Tại hồi đó có ông xã mình thì cái gì mình cũng giao cho ổng hết. Mình chỉ biết đi giường, là mình chỉ biết ngoài giường vô quýt giường đồ thôi. Chứ trong nhà là thí dụ như giấy tờ hay là đi quỹ ban hay là bất cứ cái gì là ông xã mình không. Bây giờ ổng mất rồi mình không biết cái gì cả nhà. Cho bạn thoải mái đi, cực quá. Đậm vô được rồi đó. Ông mất từ giờ mình không biết cái gì hết trơn. Nè, này cắn vô cũng lừa lừa lắm rồi. Mà con biết lừa. Điện thoại, tài khoản, cái gì cũng không gần hết trơn. Nhà mình chỉ biết điện với nghe gì cái rồi, chứ mình không có biết gì điện thoại. Cho nên hồi đó ổng làm không, bây giờ ổng mất rồi mình cũng không biết làm nhiều lắm. Càng dữ nhất á, con càng dữ nhất á, con càng dữ nhất á, con càng nè, cho con đặt. Quá, con ngon không nào. Giờ một mình đang hết luôn. Mày mà, thơm rồi. Con ăn rồi, con thấy cái đen đen là cái gì vậy ba? Cái gan hả? Hả? Cái gan cái sao mà đen? Tập ăn, tự ăn uống lên. Ốc này ngon nhà mà mẹ ăn không quen. Mẹ ăn thì bắt đi ra. Mẹ ớt ăn lắm. Thử quá này
Để mẹ thử miếng này coi. Tôi có khác ở Mỹ à? Chết, miếng này xanh rớt hết rồi mà. Múc vô lại. Lấy cái miếng. Mỹ gì khác rồi. Hả? Ở Mỹ gì khác? Không, không. Bởi là chấm dốc người ta này. Về Việt Nam là cũng lên đây bớt. À, biển luôn này nè. Mọi bệnh Mỹ nó nhiều á, nó nhiều kiểu lắm. Bơ không cũng có. Có phô mai nó nhiều. Có khách ăn phô mai. Để con nhắm thử. Không biết làm cái này nha. Cái này ăn cái gì đây? Tương ớt. Thì nếu anh Mỹ cái ly dẫn này ra ngoài có cồ á, cái ngộ nó ăn xong gì luôn. Nói chứ giờ mình lớn với mình ăn cái gì mình cũng ăn ít lắm thôi nhà, chứ hồi nhỏ nhỏ mình thấy mình thèm lắm nha, mà hồi đó thì không có ăn. Bây giờ có ăn thì thật sự là mình ăn không có được nhiều. Ngon lắm, mình ngon luôn. Béo ngon lắm. Nó béo. Chút này ngon. Béo ngon lắm. Tại chưa ăn cái gì nữa ăn. Nó làm như một cá là mình tặng một cá. Hết rồi. 249 này. Không mà nói chứ giờ cái này giờ trăm mấy cô không mắc. Ha. Ừ, giờ bốc rồi, ăn là ngon luôn bốc rồi. Hiện 49 ngàn mà tính ra như hai cái đi. Như hai cái đi. Mình mua cái tặng một, nó mua một tặng một. Còn cái kia là cái nấm nấm gì gì. Khác hả? Khác cái nồi nấm rồi. Tặng cái rẻ hơn, đồ tặng mắc hơn cũng độ rồi. Cái này nè, mẹ nhớ hồi mà mẹ nuôi mẹ tôi bệnh viện á, bảo nó mua vô cho mẹ ăn rồi, mẹ ngon gì đâu. Cái nó mới lại chói, ngon lắm. Ngon lắm luôn, buồn đổ, thèm luôn á. Ở đó mà sao lại ăn ngon gì vậy? Hồi đó nó nói mẹ muốn ăn gì con mua cho mẹ ăn, cái nó mua cho nguyên một cái bánh nó vô. Rồi chia ra cũng được miếng gì mà ăn nó ngon, ơi là ngon. Bánh mì dài đó, thấy bự như vợ làm bánh nhỏ nhỏ không? Hồi bảo mua đem vô ăn thì bự hơn cái này. Nhớ làm bự. Ba. Đéo mỏng, nên làm đéo dày. Hồi xưa á, bên Mỹ á, tôi thấy cái bánh nó không có dày vậy, nó dẹp liếp à. Con Mỹ làm mà thấy bên Mỹ. Dạ. Con Mỹ làm. Không, con nói bên Mỹ á. Cầm này nó méo luôn, nó méo cái đầu này luôn á. Cái bánh này ngon. Ngon, đúng không vậy? Nhưng mà đại giờ mình có ăn được cái gì ngán. Còn cái để mà ăn nắp cho mình ăn. Tôi nghĩ bà nội ăn. Cái gà ngon. Cái gì? Gà. Gà cái gì ngon? Tất sạch chích tầng. Gà cầm là lượng nó cổ. Nó ngon không ấy ăn không? Sao lúc này mình hay bệnh quá cả nhà. Bệnh hoài luôn kỳ không biết. Bệnh lâu hết nữa chứ hồi đó bệnh mau hết mà giờ bệnh lại lâu hết. Thầy ba hỏi cô á là ngày mai con có được đi định hướng không? Rồi đi mấy giờ? Nếu mà được đi thì không biết giờ. Mà được. Rồi mai con vẫn hưởng mà con không biết giờ đi. Cô không có nói rồi, cô kêu là ngày mai học sinh xuất sắc gì đó. Cô nhắn rút về, con rút điện thoại nội nha, rút ba con nữa. Vậy được mặc đồ. Ngày mai Nhã Quỳnh được bảnh thưởng cả nhà, được học sinh xuất sắc. Ngày mai được bảnh thưởng, mà không biết thưởng mấy cuốn tập đây nữa. Tốt hết, con toàn bộ cái bảng là tốt hết luôn. Đúng không? Hoàn thành là trung bình, còn đạt là
sao ta? Là đạt là sao ta? Đạt là cũng trung bình luôn. Còn không có chữ rớt. Rớt là không có, không có cái đó. Có chữ rớt là ăn cay thì không được ăn cua nữa. Bữa nay mà mua bánh này là bà thưởng cho con đó. Năm tới gái học giỏi đi, giỏi thưởng con cái khác luôn. Có học giỏi anh mẹ thưởng. Hồi lúc mầm non á, cái gì bà bao ba mua cho con nguyên một con cua Alaska. Mầm non cua Alaska. Và ăn con nhớ không? Lên lớp 1 thì vừa rồi. Ăn cua sao luôn, con nhớ vậy á. Nhớ tốt. Con biết đó, không mà. Không không. Con nhớ là ăn con đó 2 lần rồi. Bà muốn 2-3 lần rồi. Con mất có 10 triệu. Còn dưới luôn, tự nó ăn con 10 triệu rồi. Nếu mình đi học thì cũng được, cả nhà cũng mừng. Con nhớ là con nhớ bao nhiêu ba? Mất gì rồi. Con anh phải cố gắng thêm chút nữa. Cô nói con học gì cũng được, nhưng mà phải cố gắng thêm. Hôm qua mà đi họp rồi. Không được nói nha nội. Nói. Ba không bao giờ biết sao. Ủa con mẹ sao nữa mà đi chùa hả? Chùa nào? Chùa anh mong phải hả để hấp thuốc vậy đó. Nhưng cái giá ông đi mà. Ông đi đâu? Đi chùa đó hả? Chùa ấy là hấp thuốc à. Con có đi không? Có. Chở gì ba đi hả? Chở 200 xa đi, nếu mà con đi nữa thì dì ba đi nữa, thằng mẹ đi nữa, thằng mẹ có mặt hấp thuốc gì đó. Không mẹ, không đi đâu. Con có chở gì ba đi, cũng chở đi. Hỏi thật nhưng nghe nó. Không có, mẹ, dì ba nói với mẹ là dì ba nói mẹ là thứ sáu này là hai chồng sang lấy người ra đi. Dì ba có đây thì ví dụ dì ba có muốn đi đâu thì con cứ chở dì ba đi. Dì ba muốn đi lên cổ điển. Thì con chở dì ba đi. Bữa đó nó cho cái đi ăn không? Không muốn thằng chậu mà điểm không được. Dì ba lâu lâu mới về một lần, sẵn có việc rồi con có đi đâu rồi con chở dì ba đi cũng được. Chứ mẹ đi chùa chắc mẹ không đi quá. Biết nữa có đi không, biết mẹ có đi vô hấp thuốc á. Chùa bố không đi với dì ba mình qua đó nha. Chùa thích mẹ con à. Đại Hải. Đại Hải là chùa, chùa khác. Cái chùa mình với dì ba đi là ngày hôm hở mẹ với dì ba với con đi là chùa đó. Chùa đó chung gì? Dì Long á. Cái chùa đợt sau là mẹ không có đi. Cũng đang nói chùa đợt sau á. Không có miễn phí nữa nè. Thấy dưới rồi. Để con coi bữa đó rồi mình có gì được không? Đi được đi chơi luôn, dì ba ngủ đi chơi luôn. Dì ba ngủ thì cũng tàu á. Đúng rồi, đừng ngủ tàu á. Hả? Chợ quần với không đi rồi. Chẳng mà nó có chùa, nó chùa không ra tàu luôn. Dì ba nói dì ba đi chứ để cho con dì ba tội nguyện. Để gì dì con dì ba kêu rồi là dì ba nãy về đi chùa. Dì ba phải đi cho nó vui. Mấy chị con dì ba thích đi chùa đó nè. Cái này dì ba vừa đi chùa, chính đi chùa mà là nặng á, chỗ mà Phật cái bàn tay này nè, dì ba nói dì ba chung qua đi không nổi này, nói dì ba không có đi, dì ba đi mấy chùa mình gần đây thôi. Dì ba cũng vô tính ha, vô tính, đánh dì ba cũng vô tính, hiền, tiền. Rồi thôi mình chào bà con chú đi, bà con chú đây mình kết thúc video ha. Xin chào ông bà cô chú, ông bà cô chú nhớ ủng hộ kênh cho con với mẹ con nha, bà cô chú, bà cô chú. Dạ, năm tới học giỏi tiếp nha, xuất sắc tiếp nha. Bà mua cho con cơm Alaska đi.
mua thì được, mà con em nó có ăn mua con ăn nữa con bắt bà ăn chết luôn. Thì ba cứ gọi hết. Cả nhà hẹn nhau video xong rồi cả nhà. Ba cả nhà chúc cả nhà sức khỏe bình an, cả nhà cũng yêu thương gia đình mình nha. Cảm ơn cả nhà nhiều.